các bạn nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video mới nhất của mình. Nếu cần hỏi hay góp ý, các bạn cứ comment phía dưới video này nha. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xóa bộ nhớ trong ổ C khi bị đầy. Đây là cái máy tính của mình, các bạn thấy không ạ? Khi mình kết cho computer này, thấy ổ C là 100GB, nhưng nó chỉ còn trống là một tầm cỡ 600MB thôi. Nó bị đỏ rồi các bạn thấy không ạ? Như vậy thì nó làm cho máy tính mình chạy rất là chậm. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách xử lý để cho nó bớt đi cái bộ nhớ đó. Trước tiên là các bạn xem ở trong thùng rác của mình là coi còn có nhiều file trong đó không. Mình coi thử nha. Cách chuột phải này và empty đi, nhưng do thùng rác của mình nó bị xóa hết rồi nên là nó không còn đó. Rồi tiếp phương án thứ hai, xóa tập tin tạm thời đó. Mình sử dụng bằng lệnh này đó, thăng nhấn Windows R này, gõ này vô à, ok rồi. Rồi các bạn thấy xem này, nó cũng tương đối rất là nhiều đó, không đó. Bằng cách nhấn Ctrl On đi, xóa đi đó. Những file này không cần thiết đâu đó, cứ xóa hết đi đó. Xóa không cần khó luôn. Rồi ok đó. Nó xuống nhưng không được bao nhiêu hết. Rồi tiếp tục chức năng của bộ nhớ này, storage. Rồi chỉ cần vô cái thanh tìm kiếm các bạn này, mình gõ store này, đó không, nó xuất hiện liền này, không click vô. Rồi ở đây là nó sẽ, máy Win nó sẽ phân tích cho mình này, các bạn nhìn rất là rõ luôn. Ổ C có 100GB này, thì những ứng dụng nó sẽ chứa là 75GB, còn là những cái file khác là 5GB này. Đó thì bây giờ các bạn thấy không, mình xóa đi cái này, có thể xóa đi cái này này, xóa đi cái order này tầm gửi 5.5GB này, và cái này chắc phải cũng được 6GB đó. Đó thì trước tiên thì các bạn coi những ứng dụng nào không cần thiết thì các bạn xóa đi đó. Thì máy tính của các bạn thì các bạn phải biết rằng là ứng dụng nào cần và không, những ứng dụng nào không cần thì có thể xóa đi nghe. Ứng dụng mà nó không cần mà nó chiếm nhiều dung lượng thì nên xóa à. Rồi ví dụ cái này này, cái này mình nghĩ cũng không cần thiết lắm. Cái file cập nhật đi, xóa đi. Đó, ok. Yes cái đi. Đó, đó. Để nó sẽ chạy chậm máy tính hơn đó. Không cần thiết lắm đâu. Rồi. Rồi, xem thử nha. Facebook. Đó, cái này chắc nghĩ cũng không cần thiết. Bởi vì Facebook là thường mình vô web mình dùng rồi. Chứ còn không cần một ứng dụng như thế này đâu. Bỏ đi. Đó, mình bắt 200MB. Rồi tiếp theo đây, game này nó chứa 420MB. Đó, thấy không? Mình không chơi game này thì xóa đi. Đó, cho nó đỡ được phần nào thì đỡ, đúng không ạ? Đợi nó đang xóa. Đó. Rồi cái này cật màn hình rất là cần đó nghe. Rồi. Ồ, game này nữa. Game này thì chứa 500, trời ơi, nửa ghi á, 532MB. Xóa đi. Cần. Rồi các bạn thấy không ạ, hồi nãy giờ mình xóa cũng được 600-700MB đó. Ồ, cái gì đây mà đây 1.5GB thôi chứ. À, cái này là cái âm thanh. Rồi ok, như vậy là ứng dụng là mình xóa được vài ứng dụng không cần thiết rồi. Rồi
tiếp theo. Để mình coi thì nó vô nó có xuống không. Nhấn nạp lại này. Đó các bạn thấy không, lên 1GB 6. Hồi nãy còn trống là 600MB, bây giờ lên 1GB 6 này không. Rồi tiếp tục. Rồi, nó mất đây. Sờ to. Giờ này coi cái nào không cần thiết. Cái này thì những file không cần thiết thôi, như ổ xe tem này chứa tới 3GB 8 này không, cái này xóa đi chứ đâu cần thiết đâu. Ôi trời ơi, rất là sướng luôn. Rồi xóa đi không. Thoát setup rồi, 1GB luôn. Rồi xóa luôn, không cần thiết luôn, xóa luôn. Rồi document, cái này là cái gì đây? Cái này phải video này, chắc là phải cần đó. Tiếp theo có còn cái gì không? Interpub. Cái này cần. Rồi, mình đã xóa một rắc dung lượng rất là lớn, nhất là ở trong file này các bạn này, file tem này. Đó. Chưa tới 3GB máy luôn mà đúng không? 3GB. Như vậy thì để coi dung lượng có thể xuống có nhiều không nghe. Bởi vì khi xóa đi thì các bạn phải vô thùng rác xóa lần nữa nghe. Đó, empty đi. Đó. Đó, trời ơi, xóa rất là nhiều luôn. Rồi, qua thử. Nhấn nạp lại. Nó lên tới 6GB thôi ạ. Đó, 600MB. Mà bây giờ nó còn trống là 6GB. Tiếp tục. Rồi, cái này ok. Rồi, file này. File temporary này. Ra ra gì đây? Đó. Xóa tiếp file này nghe. Cái này xóa không ảnh hưởng gì hết, cứ việc xóa vô tư. Rồi remove file mình sẽ xóa được là 194MB. Đó. Rồi xóa hết rồi đó. Đó. View update. Còn 6GB 6GB 4. Rồi tiếp tục coi còn cái gì nữa không. Rồi đã dùng chức năng này rất là hiệu quả luôn nè. Tiếp tục xóa lịch sử tìm kiếm file bằng cách là vô control panel này, history này. Mình gõ đây history cho nhanh. History enter đây. Rồi bởi vì cái máy mình hiện tại mình đã tắt cái chức năng rồi nè. Nếu mà máy của các bạn mà đang bật cái thì các bạn xóa đi, nó có một nút xóa, mình click xóa là xong đó. Rồi thì đó, các bạn đã thấy cái hiệu quả gì ạ? Từ lúc mà còn 600MB mình dùng chức năng, cái chức năng tìm kiếm, xóa tìm kiếm cũng như xóa một số file trong Win không cần thiết, thì giờ nó lên còn nó lên tới là 6GB 4 đó, thì tầm 6GB 4 đó, còn trống rất là nhiều luôn. Rồi thì bây giờ xong rồi, các bạn khởi động lại máy tính chạy lại thì máy tính các bạn sẽ chạy rất là nhanh. Rồi xin cảm ơn các bạn đã xem video nè. Xin cảm ơn các bạn đã xem video này. Mình sẽ cố gắng làm nhiều video dễ hiểu nhất, thực tế nhất để các bạn ứng dụng vào công việc hiệu quả nhất. Các bạn có thể yêu cầu video theo chủ đề bằng cách comment bên dưới. Xin cảm ơn các bạn.